lên nổi đó. Nhất cái lời nó nằm ở đây là mà không nói lên được đó. Ở cái người bất đức như vậy đó. Những cái trường hợp này chúng ta sẽ thấy nó rất là khó chịu. À, đây, có cái dị vật nó cảm giác ở đây. Và đông y thì chúng ta cho rằng đây là do can khí bất kết, tình trí bất đức. Đông y cho rằng do can khí bị quất kết ở vùng họng này, lên không lên, xuống không xuống nổi. Mà chúng ta thấy cái tạng can nó liên hệ đến với lại sự quất kết. Cái thứ hai nữa, tạng can liên hệ đến với gì? Liên hệ đến với cái stress, những sự căng thẳng, sự áp lực nào đó làm cho cái can khí này bị quất kết. Chính vì thế mà hiện nay bệnh này gặp rất là nhiều. À, do đó chúng ta tìm cách để chúng ta điều trị cho bệnh nhân. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem cái vùng họng. Vùng họng của chúng ta ở đây, hai bên này. Theo trong căn cứ thì người ta có một cái nguyên tắc chữa là như thế này. Kinh lạc sở quan, chủ trị sở tâm. Có nghĩa là chỉ cái đường kinh lạc đó đi ngang qua cái vùng nào thì lấy ngay chỗ đó làm trường. Thì chúng ta thấy ở bên cổ họng chúng ta đây chúng ta có những huyệt như là nhân minh thủy độ, là của đường kinh vị. Trong châm cứu thì đường kinh vị túc dương minh vị kinh đi từ ở dưới ngón chân thứ hai đi ngang qua vùng bụng đi ngang đây. Lên đây vào ở trong miệng của chúng ta, đó là đường kinh túc dương minh vị. À, những ai mà học châm cứu thì khi tôi nhắc lại cái này sẽ nhớ được dễ dàng hơn. Và khi chúng ta nhớ được rồi á, thì chúng ta mới thấy chúng ta sẽ điều chỉnh ở đâu, ở đường kinh vị. Nha. Và cái đường kinh vị này chúng ta thấy như thế này, mỗi một đường kinh trong châm cứu nó đều trải qua 5 giai đoạn. Vậy người ta gọi là ngũ du. Ngũ du có nghĩa là gì? Là khí từ bên ngoài sẽ lần lượt đi theo năm cái huyệt này đi vào bên trong. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có huyệt tỉnh, huyệt kinh, huyệt du, huyệt kinh, và sau cùng chúng ta sẽ có huyệt thở. Tất cả các đường kinh châm cứu đều phải theo nguyên tắc này, luôn luôn như vậy, luôn luôn đều theo tỉnh. Có nghĩa là cái nơi xuất phát rồi nó chạy vào cái dòng khí nó đi chạy vào mà tới đổ vào huyệt kinh, rồi nó vào huyệt du, rồi vào huyệt kinh, huyệt hợp, rồi sau đó nó vào trong tạng phủ. À, đây là cái quy luật nhất định của bên châm cứu. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thấy như thế này, tỉnh, vinh và du. Thì đối với đường kinh vị là đường kinh dương, nha, túc dương minh mà, đây là túc dương minh. Anh chị em học, ai học châm cứu rồi thì nhớ những cái từ, cái tên của nó này. Đây mới là dương. Vì nó là dương cho nên cái đường, cái ngũ du huyệt này sẽ khởi đầu bằng huyệt kim. Đường kinh âm thì khởi đầu bằng mộc. Đường kinh dương khởi đầu bằng kim. Bây giờ chúng ta sẽ xem. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Đây chúng ta sẽ có kim sinh thủy, cái âm ngũ hành thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem trong châm cứu, nhất là đặc biệt về bên bóng huyệt, người ta có một cái huyệt rất đặc biệt. Đây đó là huyệt hàm cốc. Bây giờ chúng ta sẽ xem chữ hãm có nghĩa là phanh lại. Ví dụ bây giờ chúng ta đang chạy nhanh quá, người ta thấy cái người kia đang kêu hãm tốc độ lại, có nghĩa là phải làm sao cho tốc độ nó chậm lại. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem cái đường kinh nó đang chạy này, đường kinh vị khởi từ cái ngón chân thứ hai này nha. Bây giờ chúng ta sẽ thấy đây để đoài nội đình, rồi bây giờ tới đây hãm có nghĩa là đến đây nó sẽ dừng lại,
Vì lý do tại sao? Tại vì đây là khe của hai ngón, khe của hai ngón chân. Xương hai ngón chân đến đây bắt đầu nó là cái chỗ nối kết của hai cái xương. Để từ đó bắt đầu nó chạy lên. Cốc có nghĩa là một cái hang nhỏ. Như vậy anh chị em có thể dễ học nhớ được cái từ của nó thì chúng ta sẽ lấy được việc ngay. Chúng ta lấy tay của chúng ta để vào hai cái khe của ngón hai và ngón ba này, chúng ta kéo thẳng lên. Đến đây chúng ta thấy nó đến đây thì không lên được nữa và hãm lại, đúng không? Nó đang chạy rồi. Đến đây đến gặp ngay cái chỗ mà nối của hai xương không chạy lên được nữa, nó bị dừng lại, hãm lại cái hang phanh vậy đó. Thì đó, thì chúng ta sẽ có cái vùng đó gọi là hãm cốc, cũng như là một cái hang nho nhỏ gọi là hãm cốc. Đây là huyệt mộc của đường kinh nguyệt. À, chúng ta sẽ thấy đây, tỉnh này, lệ đoài này, nội đình này, tới đây chúng ta sẽ có huyệt hãm cốc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem tại sao bệnh nhân không nuốt lên được, tại sao bị nghẹn ở chỗ này. Nếu anh chị em học được cái này, anh chị em sẽ chữa được bệnh cho ba má chúng ta, cho những người lớn tuổi. Anh chị em biết những người lớn tuổi có cái khổ nhất là cái gì? Anh chị em biết ăn mà bị nghẹn, cứ ăn xong cứ phải vuốt như thế này hoặc là vỗ hôm sau này, con cái đứng sau nó nghẹn ở chỗ này. Thì nếu anh chị em học được, anh hiểu được cái cơ chế của cái này rồi đó, thì anh chị em sẽ chữa nghẹn rất là đơn giản, rất nhanh đó. Thế thì bây giờ tại sao nó bị ở chỗ này? Chứng đặc khí của đường kinh bao tử của nó phải đi lên đây, nó lên, nó thông lên. Khi nó thông như vậy thì cái khí đây chúng ta sẽ nuốt lên, nuốt xuống được cái nhẹ nhàng đó. Bây giờ lên đây không chạy được nữa, nó dừng lại ở chỗ này, thì đồng nghĩa với cái gì? Cái sự chuyển động không có. Mộc chính là sự chuyển động, sự co bóp để đẩy được cái khí đi lên đi xuống. Và chúng ta thấy người phụ nữ bị những cái bướu cổ, đường kinh bì chỗ này nó bị nghẹn lại chỗ này, nó bắt đầu phình ở hai bên thành ra hai cái bướu cổ vân vân. Cái thì đây là do mộc huyệt nó không làm việc được, hoặc là mộc huyệt làm việc nhiều quá. Mộc là nó không làm việc được, mộc suy thì nó sẽ yếu, nó sẽ không co bóp được. Mà mộc nhiều quá, nó không bóp nhiều quá thì cái chỗ này nó có cảm giác như là ai cứ bóp cổ. Nó nghẹn ở chỗ này nó không làm việc được nữa. Trong trường hợp này nó kích thích cái gì? Kích thích cái mộc huyệt lên. Mộc huyệt. Khi chúng ta kích thích vào cái mộc huyệt này thì nó sẽ đẩy cái lượng khí của cái kinh khí của cái đường kinh nguyệt lưu thông đi được, nó sẽ thông được cái cổ. Cái đó chúng ta thấy. Nhưng mà nó ở đây chúng ta phải thấy cái thủ pháp của nó. Thủ pháp là gì anh chị em? Ấn thật mạnh vào cái huyệt này. Dùng hai ngón tay ấn thật mạnh vào cái huyệt này. Sau đó chúng ta làm như là cái kiểu mà chúng ta bơm hơi rồi đó. Đè tay vào, đẩy mạnh. Để cho nó bơm cái khí từ đây. Đó, chúng ta thấy cái đường kinh nguyệt chạy từ đây đi lên đây. Bây giờ đến đây nó dừng lại, không lên được nữa. Thì ở trên cổ chúng ta sẽ bị nghẹn. Thế thì bây giờ nếu chúng ta bơm mạnh ở đây thì nó đẩy lên, chạy lên đây nó thông được cái cổ đi. Và chị em nắm được cái này thì chúng ta sẽ thấy chúng ta có thể chữa được cái bệnh rối loạn cảm họng này, hoặc là mang khí này, hoặc là tình trạng nghẹn của các bạn. Và có một trong số những tình trạng nữa là như thế này. Anh chị em được mời tới nhà một người nào đó. Nhiều khi tôi được mời tới những cái chuyện rất là buồn cười như vậy. Khi tới nơi thì cái người phụ nữ đó đang đây, đang cày. Tức cái chuyện gì đó, nào là bà mẹ thì tức con. À, mấy đứa con bây giờ mình không làm gì ra tiền nữa, giờ nó ép mình phải bán cái nhà, chia cho nó, bắt tức mình có bà lan cùng rồi. Chợt mắt chợt mũi thế này. Đó cũng là một cái dạng cảm thái mà chúng ta thấy nó ngạt cổ. Mà chúng ta thấy thường thường như vậy, con thái của nó vuốt vuốt ở chỗ này để cho nó thông đi được. Và có trường hợp thông được và có trường hợp thông không. Còn bây giờ nếu chúng ta ấn vào việc này thì có thể được. Cái thứ hai nữa là thỉnh thoảng chúng ta sẽ được mời tới một vài người phụ nữ sau khi sinh. À, anh chị em biết người phụ nữ khi lên bàn sinh thì người ta gọi nó là một người cạn. Và bây giờ tôi thấy ở bên nước ngoài là có cái rất hay là cho người đàn ông vào ngay trong phòng sinh luôn, đứng bên cạnh vợ của mình để làm gì, để tiếp xúc với người vợ. Chứ hồi xưa đó là bà vợ chỉ được phép vô đó một mình, người ta gọi là một mình vuôn bể cạn.
họ đau đớn khi mà sinh này kia không đủ sức nặng vân vân, rất là đau này kia. Bây giờ nếu có một người chồng đứng cạnh hay là gì đó để an ủi mình thì người ta sẽ cảm thấy sảng khoái hơn, phải không? Thế thì nó khổ cái điểm này là các bà khi sinh đã cảm thấy mình bị cô đơn, bị bỏ rơi một mình. Rồi sau khi sinh, mình nằm đó, ông chồng còn đi lăng nhăng, đi tìm thiên thần móng đỏ, đường cả móng đỏ vân chẳng hạn. Thì tự nhiên họ bị uất ức. Và vì nuôi con đó, có sức, rồi cái uất ức đó nó kết lại đó, cùng lúc có thể nhiều khi đang ngồi, nó làm này, cần ra, mặt mũi cứ ngắt lên, cổ hút không lên, không cảm, cảm thấy có cái gì lên xuống, nhức nghẹt lắm, em không chết đến nơi rồi, thầy ơi. Nhiều người thay tôi, em không chết đến nơi rồi. Mà cứ lấy tay vuốt như vậy mà vuốt đi thì ăn thua gì đâu, em chỉ cần thấy vuốt ngoài không ăn thua gì. Nhưng khi đó chị em nếu mà biết được rồi á thì cần nghe cái nhà ra bóng thần là một. Cái thứ hai nữa chúng ta lấy ngay cái bên cạnh đó là cái huyệt thái xung đó, đó khe của ngón chân thứ nhất và ngón chân thứ hai. Cái chỗ này chúng ta có cái huyệt thái xung. Huyệt thái xung là huyệt dùng để bình can khí. Thái xung là nguyên huyệt của thủy tinh can, dùng để bình can. Đây, chúng ta thấy đây, chúng ta sẽ thấy cái gì? Đối với lại bên ngũ hành thì chúng ta thấy bình thường can mộc sẽ khắc tỷ khổ. Khi chúng ta uất ức, càng khí nó bốc lên cao. Và khi nó lên cao như vậy không có lối thoát được đó, thì nó sẽ nhân cơ hội đó nó lấn qua bên tỷ, làm cho đường kinh khí của tỷ không đi được, cứ nghẹn lên. Đây là lý do tại sao người ta giải thích được tại sao mà người ta bị nghẹn. Khi ta tức cái gì lên cũng nghẹn không học, đó là do can khí bốc lên. Và khi đó thì mộc sẽ thừa khắc thổ. Mộc bình thường đã khắc thổ, bây giờ nhân cơ hội này càng khắc nhiều hơn nữa, thổ sẽ bị tỳ vị sinh suy, tỳ vị nằm đây, cho nên đường kinh khí của tỳ vị không đi được đến đây sinh dục. Vì đây là cái lối thoát đi ra, mà bây giờ nó lên đây là không có lối thoát nữa thì nó sẽ dừng lại và nó sẽ gây tình trạng gọi là bị nghẹt hoặc là bị rối loạn trong các họng. Đó là hình thức. Vì thế trong trường hợp này ngoài trừ chúng ta chữa cái tỳ vị ra rồi, chúng ta điều chỉnh luôn cả can khí như này bằng cách chúng ta bấm huyệt thái xung luôn, rồi bấm mạnh tả huyệt thái xung, tả huyệt thái xung thì can khí này sẽ đi xuống, không cắt qua tỳ thổ nữa thì kinh khí của mình sẽ được lưu chuyển tốt. Đấy là cách để cho anh chị em chữa được cái này. Nó cũng có một cái trường hợp rất hay mà ngày xưa chúng ta thấy ở trong sách thuốc đó, người ta có chữa cái những trường hợp này rất hay mà chúng ta không để ý đâu. Người ta dùng giấm chua, người ta lấy giấm chua cho vào những cái bát xong người ta đun sôi lên, đun sôi cái giấm chua này lên, đổ trong cái bát, tê vào gần cái lỗ mũi cho người sản phụ đó, hít một hơi vào, nghe chị em biết giấm chua này. Vị chua đi vào can, chua nó đang chua rồi, bình thường vị chua đi vào can thì chúng ta đun sôi lên có nghĩa là gì, tăng cái vị chua lên quá nhiều, chua quá thì sẽ hàn can, làm cho can sẽ bị. Đây là một cách rất hay mà bệnh nhân nhận thì chỉ cho hít rất thích. Nhưng bây giờ chúng ta làm thì chúng ta phải làm thật chút xíu là như thế này. Chúng ta lại có thể lấy cái ấm, cái ấm ở đây nó có một cái vòi, xong rồi cái bình can như thế này đó. Thì anh chị em có thể lấy cái bình này đổ giấm, đun sôi giấm đổ vào đây để nắp nó lại giống bình gà mà. Sau đó đó thì khi mà nó tại vì trong này nó sôi cho nên nó bốc hơi, cái hơi nó sẽ thoát ra đây. Anh chị em kê vào cái lông mũi của cái người mà đang bất tỉnh cho họ hít vào. Chứ còn để chúng ta để vậy nhớ chẳng may một cái khi người ta hắt mạnh cái hàm nó hắt lên đụng phải cái này cái nước đổ xuống làm cái bỏng đó. Do đó chúng ta dùng cách này là hay nhất, kê vào bệnh nó muốn cho người bệnh cho họ hít một hơi vào,
cái giống cái hơi giống của nó xông vào trong mũi làm cho tỉnh tỉnh ngay. Và khi đó họ tỉnh lại được thì khi đó chúng ta sẽ cứu chữa sớm. Đó là trong trường hợp này ta có thể cấp cứu cho những bệnh nhân như vậy. Đó là trường hợp mà chúng ta về cái mai hợp ký. Rồi bây giờ chúng ta tới một cái khu nữa gọi là khu thanh quản. Khu phản xạ thanh quản, chúng ta biết về phương diện giải phóng thì thanh quản chính là cái nơi thanh, có nghĩa là ống thanh. Quản đây là cái ống để có thể phát ra được âm thanh. Do đó mà chúng ta thấy có những bệnh nhân tới hai lúc đầu ốm qua không đâu có sao đâu, từng đi hôm nay không nói được, đó là viêm thanh quản. Cái trường hợp đó chúng ta gọi là viêm thanh quản. Còn những trường hợp có những người vì lý do nào đó tự nhiên cái tiếng nói nó cứ khàn dần thì khi đó người ta có thể là viêm thanh quản, ung thư thanh quản vân vân, làm cho tiếng nói không được nữa. Và những ca sĩ ngày xưa thì đỡ, nhưng mà ca sĩ bây giờ thì tôi nghĩ chắc sống muộn sẽ dễ hơn thôi. Chẳng hạn như anh chị em sẽ thấy trong trên TV đó có một cô ca sĩ mà hay thường được gọi là cô chua đó. Chị em thấy cái tiếng của cô rất là khàn. Hồi đầu đó tôi nhớ cách đây 20 năm về trước cái cô rất là khàn, nhưng bây giờ thì tiếng nói bắt đầu cô trong rồi. Lý do tại sao? Mổ đây, cắt bỏ cái khúc thanh quản nó nối lại. Khi đó người ta gọi là trùng thanh quản. Thanh quản, dây thanh quản nó bị trùng, thành ra cái tiếng nói mình nó sẽ bị rè hoặc là nó không nói ra hết. Ví dụ cái dây nó như thế này, ta cắt bớt cái này đi, cắt bớt khúc này đi, bắt đầu nối lại thì cái dây nó sẽ phải. Cô này có tiền cho nên làm được cái chuyện này dễ thôi, cô không khó lắm, có tiền sẽ làm được cái chuyện này. Điều này cho phép chúng ta nêu lên một điểm là như thế này. Tại vì có nhiều người tự nhiên thấy tự nhiên mình hát karaoke gì đó mà sau nó khàn tiếng luôn, ngày nào ca cứ gà ba vào lên dần nó bị khàn tiếng lên, thì chúng ta có thể cho người ta một phương án. Nếu mà gặp mới thì chúng ta chữa nó dễ, nhưng mà còn nếu mà trong trường hợp mà nó khàn lâu quá mà gọi là giãn hay là trùng rồi đó, đặc biệt chúng ta phải cắt nối nó lại. Đây chúng ta sẽ giải quyết những trường hợp mà nhẹ hơn, có nghĩa là mới bị thôi. Nhất là những người mà sau một cái cơn bệnh hoặc là tự nhiên sáng ngủ dậy thấy tự nhiên mình nói không giống ai, hào đó, thì điều đó chúng ta hiểu đó là viêm thanh quản. Mà viêm thanh quản thì chúng ta có thể giải quyết được bằng cách đó là ở dưới chân chúng ta. Để chúng ta thấy cái huyệt thanh quản này nó lại nằm ngay ở cái vùng vị trí của huyệt thái sung. Mà thái sung là nguyên huyệt của đường kinh gan, mà gan thì chủ gân cơ. Thì tất cả những cái vùng gân cơ này kia đó là không làm việc được, nó giãn, nó yếu kia. Thì chúng ta dây cái huyệt này sẽ mang lại cái hiệu quả rất là hay, là thông được cái thanh quản. Nhưng mà nếu anh chị kết hợp cho tôi nữa là chúng ta dùng thuốc. Mang tiếng cái dùng thuốc chứ thực sự ra nó chỉ là cái ảo diệu thiên nhiên thôi. Chúng ta có cái giá đậu xanh càng tốt, đậu nành cũng được nhưng mà giá đậu xanh càng tốt hơn. Có nghĩa là cái hộp đậu xanh ấy, người ta để vào trong ra cái chậu xong rồi người ta rưới nước lên hàng ngày, thời gian nó sẽ mọc mầm lên. Và khi nó đang mọc mầm lên như vậy đó thì người ta gọi là mầm giá đó. Cái giá đậu xanh này anh chị em rửa sạch nó đi, xong rồi giã nát nó ra, ép lấy cái nước cốt đó, cho bệnh nhân ngậm rồi nuốt dần dần. Một lần ngậm như vậy khoảng chừng 20 ml, ngậm trong miệng coi như là để cho nó thấm dần dần dần, rồi nuốt dần xuống. Một ngày chúng ta làm 4 lần trong ngày. Thì chúng ta thấy cái gì, giá từ bản chất của nó rất là mát, thì nó là đậu xanh có tác dụng để giải độc nữa. Và khi cái nước của nó sẽ làm thanh nhiệt. Vì chúng ta thấy đây là tại sao mình viêm thanh quản là giống nhiệt, do chúng ta gào, chúng ta hét, chúng ta hét nhiều, chúng ta la kêu vân vân, thì cái dây quản sẽ bị viêm nó nóng lên, nghĩa là nó sẽ bị gây lên khản tiếng. Chúng ta ngậm cái này thì trong vòng một ngày thôi thì chúng ta có thể giải quyết được hết cái hiện tượng khản tiếng này. Còn hơn là nếu anh chị em biết được rằng
nếu giả sử như bây giờ mà đi bệnh viện thì các bác sĩ đều nói là gì, là viêm vi quản bắt buộc phải dùng thuốc kháng viêm, thuốc trụ sinh, và khi dùng thuốc trụ sinh thì không bao giờ dưới 5 ngày. Chị em nhớ thì nó không bao giờ, các bác sĩ bao giờ không có cái quy định mới bây giờ là không cho phép bệnh nhân uống dưới 5 ngày, bắt buộc phải uống từ 5 ngày. Để làm gì? Để cho không bị lợi thuốc. Chứ có uống một liều, hai liều rồi sau đó lại ngưng lên thì lần sau nó sẽ dễ bị lại, sẽ gây lần cái thuốc trụ sinh, kháng sinh đó. Thế thì chúng ta sẽ bắt buộc phải sử dụng các cái kháng sinh, thuốc kháng viêm, thuốc hạ sốt vân vân. À, trong khi đó chúng ta chỉ cần dùng cái nước này, nước giá độc này thì chúng ta có thể giải quyết được bệnh này. Đó là cái thành quả mà chúng ta sẽ gặp cái chuyện đấy. Anh chị em lưu ý dùng cho tôi rằng tất cả những cái vùng huyệt như vừa rồi chúng ta có cái vùng huyệt lạc loạn cảm họng, rồi cái vùng huyệt bây giờ thanh quản hạ. Tuy rằng tôi nghĩ nó nằm ở vị trí đấy, nhưng mà chúng ta quên đây là từ khu. Khu có nghĩa là gì? Nó là một vùng. Cho nên chị em anh đã đánh tìm cái điểm nào đau nhất, và chính chỗ đau nhất đó là cái nơi điều trị hiệu quả nhất. Sách Độ Kinh nói dĩ thống vi dung. Chứ du đây không chỉ là huyệt. Chúng ta có du huyệt, bốn du huyệt, một du huyệt v.v. Tất cả những du đó có nghĩa là một huyệt, là cái nơi mà kinh khí rót vào. Bởi vì du có nghĩa là rót vào thôi. Dĩ thống có nghĩa là lấy ngay cái chỗ đau đó. Chính cái chỗ đau đó là cái sự phản ảnh của cái cơ quan đặc thù nào trong đó đang bị đau. Cho nên khi mà chúng ta lấy ngay chỗ đau đó, chúng ta dây dần, khi nào nó hết đau chỗ đó thì tức nó sẽ điều chỉnh lại được cái bên trong. Rồi, đó là về cái phần đó thanh quản. Rồi giờ chúng ta sẽ qua một cái khu phản xạ khác, đó là khu phản xạ tiền liệt tuyến và tử cung. Đây là hai bộ phận sinh dục bên của hai phái nam và phái nữ. Đây, chúng ta thấy cái này người ta ráp chung nó cùng cái từ, người ta gọi là đó là hệ sinh dục. Cái hệ sinh dục này thì chúng ta thấy nó không phải chỉ là để đối với người nam và đối với người nữ như vậy, mà đây nó còn sẽ kéo tới luôn cả một cái nội tiết, các cái nội tiết tố ở bên trong nữa. Nó sẽ dính dáng với lại tất cả các hệ nội tiết trong cơ thể con người ta nữa. Thế bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu từng hai loại một. Đối với đại nam thì tiền liệt tuyến là cái nơi để mà sản sinh ra cái tinh trùng. Từ cái tiền liệt tuyến này nó mới đẩy được cái tinh trùng đi vào bên trong, và vì thế nó mới có thể tạo nên được cái sự sinh sản. Và tử cung của người phụ nữ chính là nơi để tiếp nhận cái trứng của buồng trứng xuống và nuôi dưỡng được cái bào thai. Nếu mà tử cung người này bị lệch hay bị có sẹo vân vân thì không thể nào có thể thụ thai. Do đó chị em phải ở đây nó sẽ mang thêm một cái đặc tính nữa về phương diện, gọi là về phương diện sinh sản. Nếu nơi người đàn ông mà người ta cắt cái thần tinh này đi, không có tinh trùng vào thì sẽ không có thể có đó. Và nếu người phụ nữ vì lý do nào đó cái vùng cái tử cung này nó bị lạnh, là bị sẹo nhiều hay bị trơn láng vân vân, hoặc là nó không đủ dày thì dứt khoát cũng không thể nào có thể thụ thai. Do đó chúng ta thấy nó liên hệ đến cả vấn đề sinh sản. Và vì thế ở đây đó, chúng ta chữa không phải chỉ lo chữa đối với vấn đề sinh dục này, mà chúng ta còn thấy nó có một cái lợi nữa là gì? Có thể góp phần vào vấn đề sinh sản của người phụ nữ và người đàn ông. Tại vì trên lâm sàng chúng tôi thấy rõ ràng này, có những người phụ nữ mất rất nhiều tiền để đi làm cái vấn đề vô sinh, và chữa vấn đề vô sinh. Có nhiều phụ nữ tại cái niêm mạc tử cung này này, người ta nó không có làm việc nó mỏng, do đó người ta phải chích các cái loại thuốc nội tiết tố hàng mấy trăm triệu để cho cái màng tử cung này này nó dày lên thì nó mới đón nhận trứng thụ tinh vào.
Thế thì bây giờ nếu chúng ta bằng cách nào đó mà chúng ta bấm bật những cái huyệt này mà nó có thể mang lại được yếu tố này thì chúng ta sẽ thấy nó có hiệu quả rất hay. Bên cạnh đó chúng ta lưu ý thêm một điểm nữa, cái tiền liệt tuyến. Hiện nay nó có hai dạng bệnh phi đại tiền liệt tuyến và u sơ tiền liệt tuyến. Đây là hai dạng bệnh mà người nam rất thường bị gặp. Ở đây chúng ta sẽ thấy khi tiền liệt tuyến nó phì đại lên, nó sẽ ép bàng quang, ép vào bàng quang, và khi nó ép vào bàng quang nó sẽ dẫn tới đi tiểu, rối loạn đường tiểu. Bệnh nhân sẽ bị đi tiểu nhiều lần, đi tiểu ít, đi tiểu xót vân vân, là nó do tại vì cái tiền liệt tuyến này. Ở đây chúng ta thấy có sự dính dáng rất là gần đối với nhau. Đây là cái tiền liệt tuyến nằm đây. Bây giờ nếu mà nó lớn, đây nó ép vào cái bàng quang thì cái nước tiểu á nó sẽ ra không được. Bệnh nhân khai đi tiểu nhiều mà không do nguyên nhân khác. Có nhiều người ở đây thì tôi mở cái giống mặt của tôi sẽ nắm được cái này là trước đây đấy thì các thầy thuốc đông y thì khi nói đến vấn đề mà đi tiểu nhiều đều quy cho mỗi một mình là gì. Và cái chuyện này là chuyện của mấy chục năm về trước, cả trăm năm về trước, người ta cũng đều có quan niệm như vậy hết. Nhất là các cụ lớn tuổi bây giờ, cứ bệnh nhân nào vào cũng được hết, cứ thai đi tiểu nhiều, bắt buộc là ông thầy thuốc đó cũng sẽ đều là phán một câu thận suy. Và cứ vậy mà chữa về thận. Nhưng mà thực tế có nhiều khi trường hợp này là do từ cái tiền liệt tuyến này nó ép vào cái bàng quang. Cho nên bệnh nhân, vì khi nó ép như vậy cho nên nước tiểu xuống đâu là xuống liền, cho nên cứ đi tiểu ra. Và cái đặc biệt của cái phì đại tiền liệt tuyến thì gì, bệnh nhân đi tiểu không hết. Đó. Cứ đi chút xong rồi tại thấy nó xón ra, rồi đi chút lại thấy nó xón ra là tại vì nó ép vào cho nên nước tiểu không ra hết được. Đó. Do đó những người đàn ông nào mà từ 60 tuổi trở lên mà có hiện tượng này thì anh chị em nghĩ ngay đến có khả năng được tiền liệt tuyến. Khi đó chúng ta phải điều chỉnh cái tiền liệt tuyến, không phải điều chỉnh vào thận. Tại vì tôi thấy rõ ràng có nhiều người bệnh nhân khai đi tiểu rất nhiều lần mà xem mạch thận thì rất bình thường. Mà trong khi đó thì các ông thầy thuốc khác đều kết luận rằng bệnh nhân này là bị thận. Nào là ông thì bảo là thận dương suy, ông bị thận âm suy, ông thì bảo thận khí suy, cho đủ thứ bát vị lục vị rồi kinh quý đủ thứ. Không hết là không hết. Nhưng khi đánh vào cái tiền liệt tuyến này, phì đại tiền liệt tuyến không còn nữa thì lập tức bệnh nhân lại thấy. Và do đó trên này, trên lâm sàng anh chị em sẽ thấy ở đây khi chúng ta học tới cái khu phản xạ tiền liệt tuyến này, không chỉ nói đến vấn đề là sinh sản tinh trùng vân vân và kể cả vấn đề là bệnh nhân bị đi tiểu nhiều hay đi tiểu ít vân vân. Ở đây chúng ta sẽ có rồi đối với người phụ nữ cũng vậy, chúng ta thấy một trong số những khả năng tệ nhất của người phụ nữ không thụ thai đó là lệch cung. Lệch tử cung, lệch tử cung. Chúng ta thấy ở đây, khi nói đến từ lệch rồi thì hầu như đây bên có cả. Tại vì nó nằm ngang như thế này, thì trứng nó rụng xuống đi ra ngoài luôn. Thì chúng ta thấy cái cơ chế của nó đây là ủng trứng. Hai cái ủng trứng này thì nó sẽ rớt xuống vào cái tử cung này. Bây giờ chúng ta xem cái tử cung người ta bình thường nó như thế này. Bây giờ trứng nó rụng xuống đây thì nó kết lại, nó tụ lại được ở bên cái thành của cái tử cung này. Mà nếu mà nó gặp tinh trùng vào thì sẽ thụ thai. Bây giờ nếu cái tử cung đã bị lệch, chúng ta thấy nếu cái tử cung mà nó nằm lệch nghiêng như thế này thì trứng nó xuống là nó rơi xuống ra ngoài luôn, nó không đi vào. Tại vì nó nghịch, nó lệch trên nó xuống là nó cứ vậy, nó đi theo nhau vì nó nghiêng mà cái độ nghiêng nó không thẳng như thế này. Cái thằng như thế này chúng ta xuống nó còn đi từ từ nó bám vào đây được, còn bây giờ nó như cái độ dốc đi ra hết luôn. Đây là cái điều rất là phức tạp mà tôi không giải quyết được. Cái thứ hai, tôi thấy có những bệnh nhân hai vợ chồng đều rất khỏe mạnh mà không thể nào có con, hoặc là nếu có đủ có đầu thai thì đến tháng thứ hai
thường thường là sách sách. Sau đó một thời gian thì nghiên cứu lại thì chúng ta mới thấy được cái này. Sở dĩ tại sao cái bào thai nó không ở được ở trong cái tử cung này, sau đó chúng ta mới khám phá thấy một cái nguyên nhân đó là như vậy. Tử cung của người đàn bà nó quá hẹp, trứng đã vào đó hoặc là tinh trùng vào cung thai, thai bị lạnh quá thì nó sẽ chết, sẽ đi được. Chúng ta thấy rất là nhiều điều này. Do đó mà anh chị em sẽ có lưu ý cho tôi hay không này. Sau này nếu anh chị em chẳng may mà vỡ được những cái ca gọi là ca vô sinh mà nó do lạnh, anh chị em thấy đã, chúng ta có thể chịu chứng rất là chết. Thế khi nào có dịp thì tôi sẽ nói những cái chuyện này. Nhất là sau này có những cái máy để mà sông hút thì sẽ lợi cho chúng ta rất là nhiều trong trường hợp này, làm sao có thể làm cho cái tử cung của người phụ nữ đó hết lạnh. Và một trong số những cái mà chúng ta có thể thấy được đó là tăng. Đây là thận và đây là mạch môn. À, ta để ba ngón tay vào hông, phối một quan xích đó. Bên tay trái chúng ta đó là thận âm, thận. Thì chúng ta sẽ thấy nơi những người phụ nữ mà không có thai được hầu như hai bộ này rất quan trọng để xem được những có thai ở hai bộ này đấy. Nếu chúng ta bắt vào cái bộ này, chúng ta sẽ thấy mạch nó gọi là trầm.